Cho đến giờ phút này, cho đến khoảnh khắc này thì có thể nói rằng là chương trình của chúng ta đã rất thành công. Chúng tôi, những người chơi nhạc và những anh em, những người tổ chức cùng với đội ngũ làm âm thanh rất là xúc động với không khí của ngày hôm nay. Rất đông các khán giả Hải Phòng đã đến đây. Thông thường thì mỗi lần tôi về đây diễn, các bạn còn nhớ là những ngay ở thời kỳ Bức Tường, có một ca khúc mà chúng tôi cũng đã từng, ca khúc của thành phố Hải Phòng mà chúng tôi đã từng chơi. Tuy nhiên tôi muốn là thế này, ngọn lửa do chính các bạn mang lại, chính các bạn đệm cho tôi hát. Chính các bạn đệm cho tôi hát, lấy theo nhịp của trống nhá. Nhanh nữa lên. Bây giờ tôi muốn nhịp nhanh hơn nữa. Nghe xuân sáng trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rực trời. Hàng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng người bạn bè muốn nơi, những chuyến hàng từ đây từ từ muốn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bên cảng, ta chiến đấu nơi đây bằng đêm. Nghe sóng vỗ mình đông khi chiều lên, ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu đưa người sang bến mới, cho những chuyến hàng đi được xây đất nước. Ơi cô gái lái xe trên cảng, rồi là ngẫu hứng thôi, nhưng các bạn đã rất là hay. Chính các bạn đã tiếp sức của chúng tôi.